Hiền thân Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng năm Tết Nguyên Đán, năm Nhâm Thìn năm 2024. Hiền thân Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sáng sớm hôm nay, phòng khám cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy đã xảy ra cúp điện đột xuất, nhưng phòng khám đã chuẩn bị một máy phát điện của một nhà hảo tâm bên Mỹ tài trợ, nên nguồn điện đã được giải quyết để thuận tiện trong việc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Truyền thông Thành Võ xin cảm ơn nhà hảo tâm đã tài trợ máy phát điện cho phòng khám. Hôm nay, phòng khám cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy cũng đã tiếp đón nhiều bệnh nhân mới đến từ Đồng Nai. Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Điển hình hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Út ở Đồng Nai, hai vợ chồng là công nhân làm ở Bình Dương. Mới đây, chồng chị là anh Đỗ Văn Nguyên, 42 tuổi. Nguyên mới bị phát hiện ung thư gan, phải nhập viện trong một hoàn cảnh rất nghèo, không tiền than thuốc. Đã vậy bệnh viện cho biết, bệnh của anh Nguyên cần sớm phải nhập viện để mổ và vô hóa chất. Với số tiền hàng chục triệu, vợ chồng anh Nguyên không có tiền lo liệu nên đã để căn bệnh ung thư gan của anh ngày càng trầm trọng, phải tìm đến nhiều nơi chữa trị bằng y học cổ truyền nhưng không hiệu quả. Đến nay, hai vợ chồng anh Nguyên phải chịu thất nghiệp, nhà có đứa con 5 tuổi phải chấp nhận hoàn cảnh túng thiếu mọi bề. Trước Tết Nguyên Đán vừa qua, vợ chồng anh Nguyên hay tin nơi phòng khám cha Tường ở tận Trà Vinh hỗ trợ chữa bệnh ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền, đặc biệt là yêu thương cho không, nên hai vợ chồng anh Nguyên lặn lội vay ít tiền và tìm đến đây gặp thầy Thanh tư vấn nhận bệnh. Truyền thông Thành Võ có cuộc gặp gỡ trò chuyện với chị Nguyễn Thị Út, vợ anh Nguyên. Chị Út nghẹn ngào trả lời mà mắt lệ hai hàng. Chị tên là Nguyễn Thị Út, chị quê ở trên Đồng Nai, nhưng mà chị đang ở trọ làm công nhân ở Bình Dương, chị sống dưới đây. Thưa chị, vậy thì chị có thể kể cho em biết là người nhà chị bệnh gì và chị ở đâu? Người nhà chị là bị điều trị mới đầu là do là ho, rồi ho được phát hiện bác sĩ kêu chẩn đoán là lao, xong rồi điều trị uống thuốc lao cũng được một tháng, một cái nó vàng da lại đi khám tại phòng khám ở tại bệnh viện Phạm Thạch. Kêu là chồng của chị là qua gan, khuyên chồng chị qua bệnh viện 115. Tức là chị đưa chồng chị qua 115, 10 năm mới phát hiện là bị ung thư gan. 115 nói là không có khả năng để điều trị cái bệnh này. Chị chuyển chồng của chị về bệnh viện ung bướu. Rồi ung bướu cũng chẩn đoán là cũng bị ung gan này đó. Nhưng mà không có khả quan á, nên là với gia đình của chị không có khả năng nên hơi chuyển em xuống dưới đây. Chưa cho chị trước tiên là bạn là đưa cái ống mật ra ngoài, tại khối u nó làm chìa chèn cái ống cái túi mật á, nên là túi mật nó không xuống được á, nó vàng da. Nhưng mà trước kia từ chị cái khối u á thì phải đưa ống mật ra ngoài, nhưng mà bác sĩ ở đó nói là đưa túi mật ra ngoài là không có khả quan, còn kết hợp với bệnh viện thì khác nữa không biết có được hay không nữa. Thôi thì gia đình chọn là thôi, với có nhiều người thân á đã từng chữa trị ở đây, ở phòng khám của thầy Thanh này, thì nên con chọn về phòng khám này. Nãy chị nói là không có điều kiện để trị bên Tây Y, vậy là chị có thể kể hoàn cảnh gia đình của chị hiện tại? Hiện tại cũng khó khăn, hai chồng đều đi làm công nhân hết, con nhỏ mới có 4-5 tuổi, con gửi đi bác với hàng xóm á. Rồi sao chị biết nơi này mà chị tới đây vậy? Có nhiều người thân á, cũng quen biết á, cũng từng chữa trị ở đây rồi, giới thiệu chị xuống dưới đây. Chị có thể kể tóm tắt? Không, anh từ nào giờ vẫn đi làm bình thường, có nhà công nhân ở thường mới phát hiện đây thôi. Anh vẫn đi làm bình thường, mới phát hiện là tháng 12 này thôi, chứ còn từ trước đây vợ chồng vẫn đi làm công nhân bình thường. Ảnh bệnh giờ nói chung điều kiện cũng khó hả? Dạ, chị cũng khó, nghỉ hết luôn rồi. Chị cũng nghỉ luôn rồi, cái ngành cuối năm rồi, cái tháng lương cuối năm đó, rồi với ngày lương của tháng 1 cuối năm đó, thì bên công ty cũng cắt hết của chị luôn, không cho được cái gì hết á, nghỉ ngay á, bên công ty cũng không hoàn trả được cái gì hết. Nó khổ, hoàn cảnh nó khổ, nó chồng chất cái khổ, cộng với cái nghèo, khổ khách, bệnh hiểm nghèo nữa.
con nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? Con nhỏ năm nay chuẩn bị 5 tuổi, nó sinh năm 2019. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay Truyền thông Thành Võ sẽ hướng dẫn về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh, bệnh nhân được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh phải đủ các điều kiện sau: là bệnh nhân mắc bệnh ung thư và có mang đầy đủ hồ sơ bệnh án chẩn đoán tại bệnh viện trong nước Việt Nam. Bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Bệnh nhân phải có ít nhất một người thân là cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bệnh nhân hoặc người bảo hộ pháp lý có xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền đến để cam kết bảo lãnh và chịu trách nhiệm với phòng y học cổ truyền. Bệnh nhân phải có người đi theo nuôi bệnh trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám. Người nuôi có thể là cùng một người ký bảo lãnh ở trên hoặc là bất kỳ người thân nào trong gia đình, dòng họ của bệnh nhân. Không cho phép thuê mướn người ngoài, người không có quan hệ với bệnh nhân làm người nuôi bệnh. Người bảo lãnh hỗ trợ điều trị bệnh và người nuôi bệnh cho bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân chứng thực được thân phận. Nếu không đủ các điều kiện trên, bệnh nhân chưa được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng y học cổ truyền Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Về nguyên tắc của phát đồ trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh, đối tượng kiên cử và không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật, ví dụ tất cả các thịt cá và các loại hải sản như tôm, cua, ruốc, mực, ốc, mật ong, nước yến, sữa có nguồn gốc từ động vật, trứng, phô mai, chỉ ăn được cháo nano trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị, cụ thể là sẽ không được ăn cơm, ăn xôi, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh bao, vân vân. Người bệnh được phép ăn uống thêm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại rau, củ, quả, nấm, đậu, hạt, trái cây, sữa ngũ cốc, sữa đậu, sữa hạt, vân vân. Không được, bệnh nhân và người nuôi tuyệt đối không được ăn tất cả các loại đạm động vật và các chế phẩm từ đạm động vật. Lưu ý, nếu bệnh nhân và người nuôi ăn lén sẽ bị từ chối điều trị ngay lập tức. Người bệnh và người nuôi không được rời nhà trọ để đi chơi, đi về nhà, giải quyết các việc cá nhân. Người nuôi không được tự ý rời bỏ bệnh nhân ở lại một mình tại nhà trọ để xử lý việc riêng. Nếu người nuôi có việc đột xuất phải báo cáo các thầy và đổi người thân nuôi mới. Bệnh nhân không được ở nhà của mình hoặc ở nhà của người thân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để bảo đảm quá trình điều trị không sai phác đồ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau 3 ngày trở lại hỗ trợ điều trị ung thư sau Tết, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã nhận gần 10 bệnh nhân mới xin đăng ký hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ khắp các tỉnh thành phố trong nước tề tụ về đây. Dự kiến những ngày tới đây có khả năng bệnh nhân mới sẽ gia tăng trung bình khoảng 5 đến 10 bệnh nhân trên ngày. Đồng thời, các lĩnh vực hoạt động của phòng khám đã cũng phải gia tăng về kinh phí phục vụ, trong việc Yêu Thương Cho Không cũng gia tăng theo hướng tỷ lệ thuận. Chính vì vậy, Truyền thông Thành Võ kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, bầu ơi thương lấy lý cùng. Tuy rằng các giống nhưng chung một vàng, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng gối khi no, để thể hiện tình bác ái kết hợp chặt chẽ với các thầy, thực hiện phương châm Yêu Thương Cho Không là thương hiệu của nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, để đồng hành kịp thời hỗ trợ cho bệnh nhân có điều kiện để sớm vượt qua căn bệnh quái ác, căn bệnh hiểm nghèo đe dọa sự sống và làm cạn kiệt tiền bạc của cải vật chất, biến những gia đình trở thành những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, lâm vào cảnh nợ nần cũng vì bệnh hiểm nghèo mà ra. Đối với các thầy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy
luôn luôn trân quý những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, sử dụng số tiền cũng như tài sản, trang thiết bị y tế, đồ dùng thiết bị cá nhân của các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ vào mục tiêu yêu thương cho không. Nhất định tuân theo lời cha Pedro Nguyễn Văn Tường răn dạy về cách thể hiện tâm hồn trong sáng, không sử dụng tiền bạc của cải vật chất của các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ tạo điều kiện để tạo niềm tin, sự kỳ vọng trong hoạt động yêu thương cho không. Đến đây truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Thân ái mến chào ông bà cô chú anh chị, xin trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.